Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Ninh Bình vừa tổ chức chương trình Tết yêu thương tặng quà cho hộ nghèo, hộ chính sách, hộ khó khăn ở một số địa phương trong tỉnh. Dịp này, đại diện lãnh đạo ngân hàng đã tặng 75 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Xích Thổ, huyện Nho Quan, xã Yên Lâm, huyện Yên Mô và xã Tân Thành, huyện Kim Sơn, mỗi suất trị giá 700.000 đồng. Đây là hoạt động thường niên của ngân hàng nhằm góp phần cùng cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt việc chăm lo Tết cho người dân, đồng thời thể hiện tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ những người yếu thế trong xã hội có động lực vượt qua khó khăn, vui Tết đón xuân mới, đoàn viên đầm ấm.